Ngày 28 tháng 9, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái chế phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Vừ Afia, sinh năm 1970, trú tại bản Ten Ư, xã Triềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tăng vật thu giữ 2,5 bánh heroin, hơn 600 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ